Có một ngôi trường đặc biệt ở trên núi cao. Nơi đó có một sư phụ ninja cùng các học trò nhỏ Hiro, Futo và Suzumi. Cuộc sống hàng ngày của các tiểu ninja không chỉ là việc luyện tập chăm chỉ, mà các bạn còn phải giải quyết biết bao biến cố bất ngờ xảy ra, hồi hộp, ly kỳ và không kém phần nguy hiểm. Các ninja nhỏ tuổi sẽ đưa các em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tài năng của các ninja nhí sẽ khiến chúng ta phải khâm phục. Hãy cùng đón xem bộ phim Ninja Nhí Hành Động để được trải nghiệm cuộc sống của một ninja sẽ như thế nào các em nhé!